Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H0796 của bà Trần Thị Hồng, sinh năm 1959, thường trú tại ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang số H0796, cấp năm 2006, tại thửa đất số 8165, 8156, 8172, 8173, 8174. 8147, tờ bản đồ số 01, diện tích 9.406,8 m2, đã tỏa lạc tại ấp An Điền, xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại, Ủy ban nhân dân xã An Bình, huyện Châu Thành sẽ lập thủ tục trình cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Hồng theo quy định của pháp luật.